Rồi thôi thì mình ghi kể vui ra rồi thôi. Bây giờ đó là một ngày nào đó đến mình làm một cái diễn đàn để Quỳnh Quý Dũng lên đây tìm vợ. Bây giờ cho tôi đi tìm vợ, tôi là Nguyễn Phương Hằng, nó đã trốn nhà đi ở bên kia có gì biết sao không? Chỉ còn 2 ngày nữa cái bà Diễm My này đó là đi ra nước ngoài du học, cái bà trốn đi 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 tu hôm nay. Chỉ còn 2 ngày nữa là lên đường qua đảo Síp, mà nó trốn đi, nó đi tới là bà Thiền Am bên bờ vũ trụ để nó đòi đi tu. Lý do sao đòi tu? Vì ở bên đó thầy quá sung, có cái vụ coi phim sách với uống mật gấu cao hổ cốt rồi làm tình, cho nên bây giờ nó trốn Đại Nam, nó xuống dưới Thiền Am, nó đi tu rồi bây giờ nó không chịu về. Tới miền vàng hấp dẫn quá nha quý vị, hỏi tới đó. Ổng trẻ như thanh niên hả con? Ủa ổng còn làm cái chuyện đó hả con? Đó thấy chưa quý vị, đó mà còn làm tình có phim sách, cái trời tôi nghe tôi bung cái não luôn. Tưởng sao trước 2 ngày đi qua đảo Síp nó đã trốn đó, nó đi tu rồi, nó đòi đi tu. Tại vì ở trong đó toàn là sáu múi của Hoàng Nguyên Nhất Nguyên rồi thêm ông thầy coi phim sách nữa, cho nên nó không có chịu về để đi đảo Síp với tôi. Thì đúng rồi, trông nó hấp dẫn quá mà, trời đất ơi, mật gấu cao hổ cốt, tôi nói đúng không quý vị? Làm sao mà tôi đi đảo Síp được, tôi phải tới Thiền Am bên bờ vũ trụ tôi gặp thầy để tôi đi tu, không có thể nào mà tôi đi về đi đi, đi đảo Síp được. Anh đi một mình anh đi đúng không quý vị? Bà Hằng này nói lúc nào cũng đúng nha quý vị. Tôi về đi em ơi, không thôi anh cho mấy thằng côn đồ tới để lục soát cái Thiền Am á, thì tìm em đó, ở đi về đi, không có ai hãm hiếp em đâu, không ai hãm hiếp về làm chi, tôi nói gì đúng không quý vị? Tôi là chơi sắc nét, tôi là chơi đẹp, phải hãm hiếp tôi mới về. Bên này rồi anh cũng sẽ uống mật gấu với cao hổ cốt, rồi ông kia 91 tuổi, anh mới có 61 tuổi à. Em về đi, đừng có để anh đi tìm, anh lên công an em ơi. Về bữa kia không lên đây nha. Đòi cái bà này về chứ. Con Diễm My phải đi chỗ khác, để đó để tao. Rồi. Rồi thôi ok thôi thì mình chia tay tại đây chứ. Chứ giờ kết thúc bằng cái chuyện đi tu nha quý vị. Mình đi tu có nghĩa là mình ngộ ra cái chân lý là mình muốn tìm sự giải thoát, mình muốn cứu nhân độ thế, mình muốn học Phật pháp, mình nghiệm ra được cái sự ở đời nó như thế nào. Ta nói tu là cội phúc, tình là gieo oan, rồi mình tu để mình cứu rỗi cho nhân loại, cho chúng sinh, mình làm Phật sự, nhiều lý do để mình đi tu, và cái mục đích phải là có sự từ bi, hỷ xả và không phiền phức đến người khác, đúng không quý vị? Như là cái cô Diễm My này đi tu mà kéo ra những cái hệ lụy là để cho cái nơi mình tới mà bị côn đồ vô lục soát, rồi đánh đập, rồi đổ máu gì tôi nghe, rồi đổ máu, rồi ra tòa, rồi đi thưa kiện, rồi tìm đến bệnh viện Từ Dũ, rồi để đi tìm sỉ nhục năm chú tiểu đó, rồi cha có con, có cha có mẹ, con loạn luân mẹ cái gì đó, rồi vô đó, rồi sống chung một nhà, rồi nam nữ cái gì. Thì thiệt ra là nếu mà là người trưởng thành, nếu mà là cha mẹ của cô Diễm My mà biết được cái nguyên lý về cái mục đích mình đi thi, mà khuyên con hoặc là ông thầy khuyên bà Diễm My biết những cái lời lẽ chân thành đó, ví dụ như con ơi con đi tu thì ba mẹ đồng ý,
Nhưng con đi tu vào một cái nơi mà muscle khoe ra tùm lum, rồi thả thính, hai cái ông nội kia thả thính nha, Quý Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên gì đó, ngồi trên giường ra nệm gì đó, xong rồi cái chụp hình đưa hai cái vú, rồi xong rồi ngồi ôm cái laptop gì đó, rồi xong rồi chụp hình cái con bướm đậu, người ta bướm đậu tai là có tình duyên cái gì gì đó, rồi xong rồi hôm nay tôi đi tới chỗ này, cái tuyệt tình cốc gặp như là đường tăng tới gặp yêu quá nhện nhện, bây giờ tôi tới đây không biết có nhện nhện nào ra ăn thịt tôi không. Trời, hai ông Nhất Nguyên nên cái điều đó không phù hợp, chứ không có dựa vào cái vấn đề là tu tại gia muốn làm gì làm, không đúng. Mình phải bảo vệ cho cái nơi mình tu, cho cái thiền am đó, bằng những cái lời lẽ chuẩn mực, đứng đắn, ăn mặc kín đáo, dù cho nó là tu tại gia vẫn phải để cho thầy ông nội của mình và cái thiền am của mình được tôn trọng, đúng không quý vị? Không có mà đời tôi cô đơn cái gì gì rồi xong rồi phố đêm đèn mở vang vang, hai ba ông ra hát nhạc bolero tình cảm ủy mị không à, yêu ca hát được, nhưng tới thi những cái nơi mà chùa chiền tổ chức thi nội bộ trong cái cộng đồng Phật giáo với nhau, hát những cái bài ca về Phật tử, Phật pháp nhiệm màu, biết bao nhiêu nhạc Phật không hát, lên leo lẻo ra rã hát những cái bài đó, thì cha mẹ nào mà yên tâm cho con tới nơi cái nơi mà trời đất ơi, nó khoe muscle, nó thả thính, rồi xong rồi ở chung ở đụng vậy, cha mẹ của cái bà Diễm My này không có, cũng có lý chứ không, biết là 19 là lớn, nhưng mà nếu mà có lời khuyên chính xác, con đi tu nhưng mà không để phiền cho cái chỗ này, không để con, bây giờ con thấy người ta bị bươi móc ra, bị hành hạ, bị bêu réo, rồi cha mẹ phải như vậy vậy không, thế bây giờ con đợi đợi cái lúc khác con tu được không, hay là con suy nghĩ lại đi, hay như thế nào đó, cha mẹ tôn trọng con, nhưng mà con đi tu mà con không phiền người khác thì con đi tu, con đi tu mà để hệ lụy tới bao nhiêu con người, năm chú tiểu rồi thầy rồi gì rồi, hệ lụy cho cha mẹ, làm mình đi tu đó là mình bị phản tác dụng, không có đạt được cái mục đích là để hiệu từ bi hỷ xả đem chân lý ánh sáng rọi cho đời, đúng không quý vị? Đằng này không, bắt cóc rồi hô hoán rồi kêu công an rồi lục soát, rồi xong rồi còn cái bà kia thì leo lên đó là đi ba này, tôi đi tắm vẫn không có cửa then gài, mà tôi đi ngủ cũng không có được, như vậy là xạo là láo, bắt cóc tôi rõ ràng, tại sao thì trời đất ơi, chửi nhau vậy đó mà tu cái gì thưa quý vị. Cho nên cái mục đích tu trong này là không có. Cho nên với cái cô kia trước khi đi tu thì đừng có gây khổ nghiệp cho cha mẹ mình, đó là tu rồi, đúng không quý vị? Cho nên kết thúc cái này Dũng nói cái ý đó là như vậy, có thể đúng có thể sai, không biết là những người mà ở bên đạo Phật mà nếu mà nghe Dũng nói có gì gì sai thì Dũng xin lỗi, nhưng mà là cái người ngoại đạo mà Dũng Dũng thấy là nếu mà tu mà không có mà gây hệ lụy, gây phiền phức quá nhiều người như vậy thì là mình tu như vậy là bằng bằng gấp 10 lần mình hại người ta, thì mình đừng đi tu, còn tốt hơn là mình đi tu mà mình gây ra phiền phức phiền não tới như vậy, đúng không? Tôi nói đúng không? Đây nè, bây giờ vậy nha, đọc cái câu chuyện ngắn này để mà mình kết thúc cái buổi talk show ngày nay, quá dài đúng quý vị Ông cũng biết vậy nữa nhá, tại vì tuần lễ không nói quý vị. Này, Phật ở đâu, Phật có hay không nha. Rồi, có một chàng trai đi tìm Phật Bồ Tát, có một chàng trai đi tìm Phật Bồ Tát ở đâu, Phật có hay không. Cách đây đã lâu lắm rồi, có một chàng trai đặc biệt tín ngưỡng Phật. Có một hôm cậu ta bỏ mẹ ở lại quê nhà, lên đường đi đến nơi xa để tìm Phật. Trải qua muôn vàn khổ sở, vượt qua trăm núi ngàn khe, thế nhưng cậu vẫn chưa tìm được Đức Phật chân chính trong lòng mình. Và Phật Bồ Tát thì ở đâu? Một hôm chàng trai đến một ngôi chùa hùng vĩ trang nghiêm, phương trượng trong chùa là một cao tăng đã đắc đạo. Chàng trai thành tâm quỳ rạp trước mặt cao tăng, khẩn khoản mong ông chỉ cho mình một con đường để nhìn thấy Phật. Nhìn chàng trai trẻ si mê như vậy, cao tăng thở dài rồi hỏi: cậu từ đâu tới thì hãy về lại chỗ đó đi. Và trên đường cậu đi trở về nhà, nếu cậu có gặp một ai đó mà đi chân đất, không có mang dép, thì người đó chính là Bồ Tát. Nghe vậy, chàng trai trẻ mừng rỡ,
Tâm nguyện bao năm qua cuối cùng cũng đã có hy vọng trở thành hiện thực. Cáo biệt vị cao tăng, anh ta bước chân lên con đường trở về nhà đi tìm Phật Bồ Tát. Đi bộ suốt nhiều tháng trên quãng đường mới trở về, có rất nhiều lần phải đi đến đêm, cậu ta mới nhìn thấy bên đường có một nhà dân sáng đèn. Lần nào cậu cũng tràn trề hy vọng, tiến đến gõ cửa, nhưng lần nào chàng trai trẻ cũng thất vọng và phát hiện ra chẳng có ai chạy ra chân đất mà mở cửa cho mình. Người nào cũng có mang dép. Càng hướng bước chân về nhà, chàng trai càng thất vọng. Xem ra sắp đến nhà rồi mà Phật đi chân đất vẫn chưa thấy tâm hơi ở đâu, thì làm gì có Phật trên đời này. Sau khi trải qua một buổi tối đầy mưa gió, cuối cùng nửa đêm về sáng cậu ta cũng đã dừng bước trước nhà của mình. Thế nhưng khi đó chàng trai buồn bã ủ dột đến mức đến cửa cũng không có thèm gõ, cũng không thiết để mà gõ. Cậu ta cảm thấy mình thật ngốc nghếch, trên đời làm gì có Phật Bồ Tát cơ chứ. Vừa mệt mà vừa đói, chẳng còn cách nào khác, chàng ta đành gõ cửa ngôi nhà của mình. Ai đấy? Giọng người mẹ cậu ta yếu ớt từ trong vọng ra. Bất giác trong lòng chàng trai cảm thấy xót xa. Mẹ, mẹ ơi, là con nè, con về đây rồi. Lúc này trong nhà bỗng xuất hiện những tiếng động, chắc mẹ đang bận rộn với công việc trong nhà. Và thật rất nhanh sau đó, người mẹ của cậu đang bận việc trong nhà, quần áo còn xộc xệch, vội vã ra mở cửa lúc nửa đêm, giọng nghẹn ngào. Trời ơi, con trai, con của tôi đã về rồi. Người mẹ vừa nói vừa dẫn con vào nhà, lòng dạt dào sung sướng hạnh phúc. Dưới ánh đèn, người mẹ tiều tụy rơm rớm nước mắt, dùng đôi tay yêu thương vô hạn xoa xoa lên mặt con trai. Trong nước mắt là nụ cười hài lòng, mãn nguyện. Chàng trai cúi đầu, bất giác giật mình khi thấy mẹ đang đứng chân đất trên sàn nhà lạnh cống, mà chân thì lại không kịp mang dép. Lời vị cao tăng đã nói với cậu lúc nãy lập tức xuất hiện. Lúc nào? Lời vị cao tăng đã nói với cậu lúc nào lập tức xuất hiện trong đầu của cậu. Cậu ta quỳ rạp xuống dưới chân mẹ mình, nước mắt giàn giụa và nói: Trời, mẹ tôi là Phật Bồ Tát đây rồi. Cha mẹ là Phật Bồ Tát trong nhà mà tôi không biết, mà còn đi tìm Phật Bồ Tát, còn tìm ở đâu chi nữa. Quý vị nghe thấy có thấm thía không quý vị? Đúng không? Phật ở đâu xa thưa cô Diễm My? Phật là mẹ đó. Cô lặn lội chi mà đi xa xôi vào cái nơi mà mất sồ rồi loạn xạ rồi cái gì chưa biết đúng sai trong đó. Nhưng mà cha mẹ đã tìm tới và đã thấy là theo lời ông bà đó nói là cha trai gái ở chung ở đụng như vậy không biết là có tốt cho con mình không. Thế về nhà mình đang không có nói cái vụ mà cha cổ đối xa, mình không biết là cổ nói đúng cái đúng thật hay không. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây Phật là mẹ mình đó. Nhờ 2 năm trời bà lang thang, bà đi, bà bất chấp là cái kinh của bà Hằng là một cái kinh mà dơ bẩn mà tục tiểu thoá, mà cái kinh mà đang bị thưa kiện đang đầy thị phi trong đó, mà bà cũng leo lên để bà đi kiếm cái cô này. Thì cái vị Bồ Tát là mẹ của con đó, của cháu đó Diễm My ơi. Không biết nội tình như thế nào, nhưng mà khi mà cháu quyết định cháu đi tu mà cháu gây khổ cho bao nhiêu người, rồi đến mẹ của mình là cũng lang thang mà leo lên cái nơi đó là để hô hoáng, để biêu rước tùm lum, bất chấp sĩ diện luôn. Là bởi vì cái sự ra đi mà đi tu của con mình mà nó không có mang ý nghĩa, mà nó mang cái tính chất mà đầy đọa thể xác lẫn tinh thần cho cả mẹ cha rồi con nít, người lớn, người già gì tùm lum hết trơn. Vậy thì thôi đừng đi tu rồi Diễm My ơi, về bằng cách nào đó thuyết phục, làm huề, rồi nói chuyện với nhau để tìm những cái nỗi thông cảm, cái nỗi thông cảm. Rồi nếu mà cảm thấy cái nơi nhà mình ở mà không có bình an cho mình thì thôi nói với cha mẹ con đi ở riêng. Những cái chuyện cũ bỏ qua, cha mẹ có thể cho hỗ trợ con một số vốn làm ăn, có một cái nhà ở ngoài Vũng Tàu hay gì đó để cho con tự đứng trên đôi chân của mình. Còn cha mẹ thì xin lỗi con là cha không mua công an, mua nhà nước, mua như gì công an xã, tivi, truyền hình gì hết. Chúng ta về lại rồi thôi, bất cứ lúc nào con thấy Phật pháp nhiệm màu, con muốn đi tu thì cứ đi tu, lúc đó con trưởng thành rồi, còn bây giờ thì thôi
đừng có gây khổ nghiệp cho bất cứ ai qua cái chuyện đi tu của mình. Đó đúng không? Phật không có đâu hết. Phật ngay trong nhà của mình. Mình mãi mê, mình đi tìm. Mình có gõ cửa nhà ai, người ta lạnh, người ta cũng phải mang dép vô, người ta mới ra, người ta mở cửa cho mình. Chỉ có mẹ của mình là nghe tin con mình về là quăng hết mọi thứ. Dục, dép khỏi mang, khỏi gì luôn. Chạy ra để mà mở cửa cho con mình. Thì đó chính là Bồ Tát, là Phật. Đúng không quý vị? Dũng nói những cái câu chuyện này không biết là có thật hay không có thật, nhưng mà trong đó nó rất là sâu sắc cái bài học về cái nguyên tắc, về cái nguyên lý làm người của mình. Đi tu, đi niệm, đi gì gì mà mình không có ngộ ra được, mình không có biết được là tu để được gì, mất gì, và cái con đường đó nó dẫn mình đi tới đâu, khổ ải hay là hạnh phúc hay đắng cay cái gì. Thì thôi bây giờ mình quay về với mẹ đi. Có thể cha làm bậy nhưng mẹ mình thì lúc nào cũng thương mình hết á. Đó chính là Phật Bồ Tát đó. Rồi xong. Buổi nói chuyện hôm nay có thể vui, có thể buồn, có thể đúng, có thể sai. Nhưng mà mong quý vị cứ việc góp ý cho Dũng và Nam Quang để hoàn thiện hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi nha. Ông có muốn nói gì, chia sẻ gì thì tiếp tục đi, ngắn gọn để mình chia tay, dài quá rồi. Tôi lại không luôn chứ bây giờ nói dài cũng được. Rồi, tôi phải cạnh tranh với bạn, với bạn 6 tiếng tôi có 5 tiếng chứ. Bà 7 tiếng thường không phải 6 tiếng. Rồi thôi, chắc chỉ chào quý vị khán giả thôi. Mình hẹn gặp lại quý vị khán giả vào thứ năm. Phải không? Ừ, ok, thứ năm nha quý vị. Thứ 5, 3 tiếng. Rồi chỉ còn vài ngày nữa thì tới Halloween. Thì quý vị, đây là cái mái tóc này chỉ để cho có cái mùa lễ hội thôi. Ok, cái áo này thì cũng có những cái trái bí này mùa Halloween. Và khi mà Dũng mặc lè lẹt như vậy, để cho quý vị sau này xem, và nếu nó nhìn thấy cái áo này thì quý vị biết là ồ, cái này mình xem rồi, thì để nhảy qua cái khác. Có thể Dũng không ghi ngày ở trên cái title, ở trên cái tiết thì, nhưng mà quý vị nhìn cái áo, quý vị biết ồ, áo này quen ha, coi rồi. Rồi về Dũng hứa là Dũng sẽ cắt ra những phần nhỏ để quý vị có thể tiện theo dõi, bởi vì nhiều khi 3-4 tiếng chỗ này coi không có thời gian coi đâu quý vị ơi. Rồi cảm ơn quý vị nha, hẹn gặp lại, cứ chúc quý vị cùng gia đình thật là vui vẻ trong mùa lễ hội. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị, bye bye. Yeah. Tức là mệt quá mà không có vói, không có còn sức lực để mà vói là mà tắt cái nút tắt nữa. Ngồi rủ rượi. Bà Hằng á, bà cái vừa rồi bà nói hồi cái bà cho tôi xin phép đi 2 phút nha quý vị. Có gì xin phép nè. Rồi bà vô bà thay bộ đồ khác. Cái tụi nó mấy người nó nói chứ bà nín không nổi, bà tè ra quần. Tè ra quần bà chạy vô thay bộ đồ khác.